Niệm ở đâu, quê ở đâu? Lạng Thế à, hôm nay xuống gặp thầy để kiểm tra xuống có mang gà không à? Trong thầy trên kia trên mạng nhiều lắm, hôm nay muốn thực tế làm sao ấy. Thế à, vâng. Lại Sơn này là thầy giải mấy vụ ma gà rồi. Thế thì con muốn hôm nay xuống xem con có bị ma gà theo không? Ma gà là có thật nhá, không phải đùa đâu. Đây thầy giải cho mấy cô Lạng Sơn này này. Là cô này trên Lạng Sơn cô biết ở trên kia là các thầy, là các thầy toàn nuôi ma thôi, các thầy không cúng Phật. Đấy, toàn cúng ma ấy. Là giải quyết việc gì là nhờ ma đến xử lý. Đấy, trên Lạng Sơn này này sợ lắm. Thầy đã lên đến Lạng Sơn chưa? Thầy chưa lên, thầy chúng thầy chưa lên cúng thôi, còn đi lên du lịch rồi á cứ nhiều lắm. Và các thầy Lạng Sơn thì hay xuống gặp thầy. Đấy, các thầy mà thầy Lạng Sơn thì toàn nhiều nữ lắm nhá. Là người ta đo là nhà nuôi bao nhiêu binh. Đấy, nhà mình có bao nhiêu binh, âm binh ấy. Và Lạng Sơn này á, nếu mà mắc ma gà là cái cô gái đấy là bị đuổi ra khỏi làng luôn, không bao giờ về cái làng nữa. Nếu mắc ma gà là bị trục xuất nhỉ. Cái đấy thì con không rõ lắm. À thế à. Họ Lương này là dân tộc Kinh chứ? Dân tộc Tây. À Tây à? Nào, muốn hỏi thầy việc gì? Dạ, con xuống xem con. Đến giờ mà chẳng có cái gì may mắn thì con muốn xem thầy giúp đỡ xem trong tử vi con có cái gì còn khúc mắc ạ. Không may mắn về tiền thì đương nhiên. Chắc mình tắt luôn. Không, nên thế như vậy giải thích. Bởi vì cô năm nay 38 tuổi rồi mà mệnh có đại hao. Mệnh đại hao thì không bao giờ may mắn được về từng tiền cả. Nó chỉ đến thôi nhưng mà nó bay mình nhanh lắm. Thì đấy là đầu tiên là về tiền. Còn về tình thì cô có số triệt chồng. Triệt. Đấy thì triệt chồng mà, nên là không có. Có như không, thà không có còn hơn. Lấy chồng hờ hứng như không thì không lấy thì mình vẫn còn đắt giá. Bây giờ vẫn là còn hot girl như lấy mà bây giờ triệt rồi thì béo luôn. Đấy, thế thì cái lý do mà mất tiền không giữ được tiền thì do cái sao đại hao đấy nhá. Còn lý do mà mình với chồng mình ấy, mình chưa có duyên để lấy một anh nào, mình có số triệt chồng và con có hai dòng, có tả phù hữu bận. Chính vì thế nên là số mình phải có con trước khi có chồng thì mới tốt. Thì có con trước khi có chồng thì có hai loại. Loại thứ nhất lấy ông chồng đã có con rồi đỡ phải đẻ. Loại thứ hai là có bầu thì cưới. Và thứ ba nữa là single mom. Single mom, single là một mình, mom là mẹ một mình, mẹ đơn thân. Theo thầy thì trường hợp single mom là tốt nhất. Đấy, vì mình có cái sao mệnh có đào hồng mà. Sao đào hoa tại mệnh với hồng loan, hai cái sao đấy tại mệnh mà đóng cụ ngọ ấy, là cái tiêu chuẩn lựa chọn mình cao quá. Đến cái lúc mình quá tuổi rồi, bây giờ hạ thấp tiêu chuẩn xuống thì bây giờ không có ai với tới mình được. Và cô là người rất khó tính trong chuyện chuyện chồng. Bởi vì đào hồng tại ngọ chính là bông hoa nở giữa xưa, người ta khó tính. Nghe chưa? Đấy. Nếu nó đã nở thì nở sớm từ mười mấy rồi, còn bây giờ nó muộn mất rồi, nó héo nhanh lắm. Vì đào hồng mà tại ngọ là sau ba mấy là hỏng mất. Năm nay 38 rồi. Mà sau đầu hoa với hồng loan tại ngọ thì người ta gọi là tuổi già sồng sộc kéo đến. Nhanh nhăn nheo lắm. Nên là chọn phương án 2, single mom một đứa con thôi. Vì sau thai đóng cung tử tức cũng ít con mà. Cung con của mình hãm thì mình đẻ một thôi. Mình mà đẻ đông là chết với con. Có nghĩa là có không như thế này thì khác. Ngày xưa giờ có anh nào đến đánh dòng ngõ mình không? Dạ. Lúc trẻ có, bây giờ không. Anh đấy sau, anh tại sao lại chia tay nhau? Cứ nói thật như thế, nói lý do tại sao mà mình bây giờ chưa có chồng. Còn có rồi. Ừ. Nhưng còn... mà vừa cưới xong thì cũng... Đi luôn. Chia tay luôn. Ừ. Mới được con gái hiện 4 tuổi thôi. À, phải thế chứ. Phải có lý do ai ngào chứ, bởi vì thầy nhìn đến trong cái lá số này mình có sao mộng dục tại mệnh. Những cái sao mộng dục tại mệnh là cái chòm sao mà nó nói lên mình là cái người dễ có con. Dễ. Thế là bây giờ một mình nuôi một đứa con gái.
Chết chồng, có chồng thì không thế thôi, đủ rồi, tiêu chuẩn rồi, bây giờ thế không thế thôi. Bây giờ chỉ làm sao mà giữ được tiền thôi. Nhá. Còn chồng thứ hai thì thầy nhìn thấy cho có sao kình dương với sao suy đóng ở đây. Rồi có đại hao nữa, hỏa tinh nữa, địa kiếp chiếu nữa, thiên hình nữa. Nếu lấy anh chồng hai là bại tinh của mình luôn. Bạn tin là sao? Thì có nghĩa là lấy vào thất bại. Có ai trong tầm quen ai? Thầy nói rồi, nghe là thôi cứ vui vẻ sống một mình đi nhá. Có đa số thì thầy khuyên nên lấy chồng hai, có đa số thì thầy khuyên không. Thì mình là thầy khuyên không lấy, lấy có con rồi, có đã từng có chồng thì được rồi. Giờ chỉ lo việc kiếm tiền thôi nhá. Và chuyện đại hao tại mệnh ấy, là bao giờ cũng mất mát về tiền tài. Nhưng người ta hay trú ẩn bằng cung điện trạch. Thì cung điện trạch của cô là có liêm phá hãm địa nữa. Vào đất cũng hỏng. Hiểu chưa? Nhưng bây giờ phải chỉ nhìn thấy nô bộc có sao thiên phủ đây này. Nhà cô muốn giữ được tiền ấy thì cô phải làm thứ nhất là về tâm linh ấy. Trả nợ tàu quan đi, vì đại hao là nợ tàu quan nhiều lắm. Đấy là về tâm linh. Còn về chuyện trần gian ấy, nô bộc có thiên phủ là có tiền phải đưa cho người khác cầm. Mình không cầm thì mới giữ được. Đấy. Thầy này không bao giờ cầm tiền. Toàn trợ lý bố mẹ thì cầm, không bao giờ sờ vào luôn. Ngày xưa thầy sờ vào thầy phá sản nhiều lần. Thầy dễ tính lắm, cứ đứa nào khó khăn cho vay luôn, thế là mất luôn, cả mất cả bạn lẫn. Thế là mình thôi không cầm tiền nữa, không quan tâm đến tài chính nữa, thì tự nhiên lại có. Cũng thầy cũng 38 tuổi mới ngộ ra điều đấy. Cô này năm nay 38. Thầy bao nhiêu tuổi ạ? Thầy bằng cô, mà cô bằng tuổi thầy thôi. Hả? Con nghĩ là không đến à? Thầy không đến á? Chưa đến. Thầy chưa đến, thầy không phải sinh năm 81, ai chẳng biết đây thầy sinh năm 81, thầy cũng đúng tuổi thầy không? Con thấy điện thoại sinh năm 185, con tưởng là thầy sinh năm 85. 81. Thầy năm không đẹp thầy nhỉ? Con gái sinh năm 81 không đẹp. U đầy 81 hoàn trang. Đã biết về tử vi rồi ấy, muốn có một lá số đẹp phải ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, giờ đẹp. Bốn cái thứ đẹp thì mới được đó. Alo. Ừ. Thầy có nhá. Nhá. Ở ngay kia đi, ngay kia ấy ra. Thứ hai ấy nhá. Cái nữa xem đại vận xem tiếp theo nào. Thầy thì 34, thầy tọa 35 thầy thoát rồi. Còn cô thì 34 tuổi là lại vận liêm phá. Vận liêm phá là bất hạnh, nghĩa là yêu ai thì thất tình người đấy. Từ năm 34 đến giờ luôn luôn trong tình trạng thất tình, cô đơn buồn bã nha. Nên là đừng có yêu ai nữa. Đúng là 34 tuổi là cưới đấy, cưới xong thì bỏ luôn. Ừ, thì rơi đúng một năm liêm phá thì tan luôn. Nghĩa là thầy có bao giờ thầy chỉ cho mọi người cưới với liêm phá đâu. Mọi người toàn hỏi thầy có cưới năm nào thì tốt, bao giờ thầy cũng chạy cho qua, chạy qua cái năm này thầy mới cho cưới này. Năm đấy chưa biết thầy. Ai cũng không biết tròn sao phá quân cả. Thì thường là khi mình bảo họ cưới chậm, chậm là năm nào, chậm là qua chạy qua cùng này. Đó. Thì cô đúng 34 liêm phá, cưới đúng năm đấy thì tan rồi. Kể mà cô để 35 có phải ổn không? Đấy, cả đại vận này của mình bất hạnh về tình duyên nhá. Thì rơi vào đại vận sau của mình 44 trở ra thì thầy nhìn thấy ổn hơn. Bởi vì lúc đấy quan lộc sẽ ổn định này, rồi mọi thứ nó ổn hơn, rồi có cả hóa lộc hóa quyền chiếu mệnh nữa, nên là vận 44 là tốt. Vận 54 thì ra thì rất nhiều tiền, rồi có thiên phủ chiếu, nha cô, có số giàu muộn 54 mới giàu cơ. Không biết có thọ đến lúc đấy không nữa. Nên là bây giờ muốn tiêu tiền thì làm cách như sau. Bây giờ 38 tuổi đúng không? Đó, nên là vay ngân hàng rồi mua bất động sản, mua xe ô tô đi từ bây giờ đi và trả nợ trong 20 năm tới. Lúc đấy đầy tiền. Có bất động sản được không thầy? Bây giờ thì làm được. Nhắn bắn nợ về tương lai. Lúc 54 tuổi có tiền trả sau, bây giờ cứ xài trước. Thế là sướng. Sau ngày hôm nay biết là số cũng không khổ lắm đâu. 54 tuổi đầy tiền. Bây giờ chưa có thì phải vay để lúc đấy giải. 54 tuổi lâu quá, bây giờ có 38. Thầy nói là đầy tiền, còn bây giờ vẫn có khả năng kiếm tiền được nha. Làm nghề gì? Con làm công ty. Ngành gì? Thầy thì làm công ty đấy ạ, công nhân thôi. Công nhân hả? Thầy thấy sức công tài bạch của mình có sao hóa lộc, hóa quyền.
nên là phải tập kinh doanh đi. Đấy, biết trong 100 lá số này là làm ăn chung với người khác được với nô bộc của thiên phủ và cung điện trạch có lộc tồn nên là có thể kiếm một ít tiền từ đất được. Má gà không có. Thế xem bệnh tật con nó sao nào, con bị đau, bị bệnh suốt của con đau người quá, bệnh gì? con bị đau lưng này suốt mấy năm rồi. Bệnh đấy thì chữa được. Con có gặp được thầy không? Con chữa lâu rồi, uống nhiều thuốc nào không thấy đỡ. Đúng rồi, không bao giờ thầy. Alo. Alo. Đây đây. Thầy đây, nói nhanh nào, bây giờ nhắn tin với thầy cho chắc nhá, vì thầy đang có rất nhiều người đang ngồi mặt ở đây. Gặp thầy chỉ có cách nhắn tin thôi, còn gọi điện không gặp được đâu. Cứ nhắn vào số cho thầy sẽ trả lời nhá. Nhắn tin vào đây, cần cái gì cứ nhắn tin cho thầy. Mà máy này. Nhá. Thầy có Zalo, có Viber đấy, có Zalo Viber nhắn vào đấy nhá. Xong rồi thầy lúc nào thầy rảnh thì xem. Cứ nhắn sang nhá, cứ nhắn tin sang rồi thầy một lúc nào đấy thầy sẽ đọc rồi thầy nhắn tin lại cho nhá, bây giờ thầy đang bận. Hôm nay gặp may là thầy còn mắt tính nghe máy thế nhá. Thầy không có hẹn giờ, cứ nhắn tin cho thầy sẽ trả lời qua tin nhắn, thầy không có thời gian nghe điện thoại, rồi thầy thấy cần thiết rồi thầy gọi điện sau. Cứ nhắn tin vào đây nhá. Cứ nhắn tin rồi thầy. Thầy cho con hỏi ạ. Con nếu mà con muốn xây nhà ở chỗ bên mẹ có được không? Xây ở bố mẹ được, vì cung mình có cung mệnh nhị hợp với cung cha mẹ. Ở gần bố mẹ được. Sang năm có xây được. Mình con gái mà xây năm nào thì cũng được. Được. Người ta đi lên xây nhà xem tuổi chồng, một mình là con gái thì xây năm nào thì cũng được. Thường ấy, nhà ông chồng mà nhát kết người ta hay lấy tuổi vợ xây nhà. Bởi vì thường là khi mà gặp đất âm xấu người ta phang vợ chứ không phải chồng. Chồng hay mất mạng khi vợ ít. Nhà các ông quan chức có bao giờ lấy tuổi khởi công đâu. Không có như thế đâu, không phải lấy tuổi vợ. Thế thì con sau này con gái có được nhờ không ạ? Thầy thấy có tả phù hướng mật và có lộc tồn chiếu với thiên phủ chiếu là mình có số được nhờ con cái về mặt tiền bạc thôi, chứ còn ở gần chăm sóc thì không có. Con muốn nhờ thầy xem bát hương nhà có thẩm định. Lúc nào chụp ảnh thầy coi cho con có để xem nào. Mọi người đừng bắt chước nhá, vì cô này thầy cô đang bị đau lưng vì trong nhà cô có ma thì thầy phải xem cho cô. Thầy mới kiểm tra xem có đúng không. Không, cô này cô đang có cung phúc đức, đang có vấn đề, có vong thần, địa không, địa kiếp, chiếu. Cung phúc đức cô ấy xấu, thầy mới xem. Mà ta tiên không vào được nhà thì mình cũng hay bị đau ốm lắm. Vì trong nhà có tà, có ma thì hay đấm mình. Không có ra tiền hỏa lương đâu. Không vào được đấy. Người ngồi trên bát hương không phải hỏi lương. Có một lần nhà con, bố mẹ con lấy một thầy về làm lễ. Thì cái là thầy bảo là bà định lên để vào nói chuyện đi. Có một cái vong to cao ở ngoài chắn không cho vào. Nhưng không biết là ai. Thì đấy, đây là linh hồn không phải hỏi lương, không phải trả tiền nhà mình. Thế mày làm sao? Thì tiễn ông đi cho ông đứa đấm mình. Đỡ đè mình.
là hết đau lưng thôi. Em bút này thầy viết cho xong làm trợ lý thầy và hướng dẫn cho. Còn trong nhà nữa, ông bà lúc nào cũng cãi nhau suốt thầy ạ. Đấy là do nguyên nhân gì hả thầy? Thì nhà đất mà có âm thì nó cứ chọc cho cãi nhau. Cãi nhau suốt ngày á, từ trước giờ đến tận bây giờ vẫn thế. Đây là cái giải cho hết cãi nhau đấy, hết đâu đấy. Mỗi ngày thôi thầy.